Tối ngày 21 tháng 2, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Nga do ông Andrei Vladimirovich Yashkin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga dẫn đầu. Tham dự buổi tiếp có ông Phạm Phú Bình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Vladimirovich Yashkin khẳng định, năm 2023 là năm có ý nghĩa với mối quan hệ hữu nghị song phương. Ông Andrei Vladimirovich Yashkin kỳ vọng chuyến thăm của đoàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương và thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương. Bên cạnh đó, ông cho biết phía Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác về khoa học, giáo dục, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và văn hóa giữa hai nước. Đáp lời, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự vui mừng khi chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Nga đến thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lệ kỳ vọng sau chuyến thăm này giữa Liên bang Nga và Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có những liên kết, thỏa thuận hợp tác đi vào thực tiễn. Những lĩnh vực mà địa phương nước bạn quan tâm cũng là lĩnh vực mà thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung và có đề án phát triển trong tương lai. Bà Lệ kỳ vọng quan hệ giao lưu hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Liên bang Nga sẽ tiếp tục được phối hợp mở rộng và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.